Lisa là con gái của người Việt Andrew tại thành bang Kazel. Tini là một người bạn luôn đồng hành cùng với Isa từ nhỏ và giữa hai người có một sự liên kết rất đặc biệt. Và một sự việc đã xảy ra làm chấn động toàn bang Kazel. Isa bị bắt cóc bởi một đám người xấu, trong lúc sợ hãi đã ngất đi và những gì cô bé này nhớ được là thông qua Tini. Những chi tiết mơ hồ đó đã giúp ích rất nhiều cho hai điều tra viên của vụ án là Van Hay và Violet. Giờ đây, khi quay trở lại trường học, Isa đã ngấm ngầm theo học khóa học ma pháp và cùng với người bạn tí nị của mình tự tìm ra những kẻ xấu muốn hãm hại cô và gia đình. Các chiêu thức của Isa thì luôn có sự góp mặt của tí nị. Vậy trong trường hợp khi không còn người bạn này thì sao nhỉ? Chiêu 2 và chiêu 3 sẽ như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé!